Ở miền quê mến chào bà con cô bác nha. Này, tiếp tục ghi hình. Đây là họ đạo Long Thành Bắc nha. À, Long Thành Bắc. Bà Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Thọ 82 tuổi, ở đạo Long Thành Bắc. Miền Tây đâu chú? Tiền Giang. Sóc Bình. Sao giờ tới? Tiền hai cây đứng chỗ đâu? Đứng chỗ luôn. Rác ha, chào luôn. Người mất người ở ấp nào ấy? Trường Phước. Trường Phước. Trường Tây. Ấp Trường Phước, xã Trường Tây. Thank you.
đó. Bốn năm đám gì nữa, đám đầu tiên mà. Bốn năm đám vậy hả? Long Nam đang vô, cái này Long Bắc từ Tây. Xong hả mày? Xong chưa? Rồi xong con, còn mấy tầng nữa này. Hả? Quay hành quân. Quay hành luôn. Quay phim nha. Cho mau lên sớm hả? Ba mới tới hả? Là nó về chưa cậu? Hả? Về chưa hả? Chưa. Cậu cũng chưa về nữa mà. Qua đi. Qua đi. Chịu hai đằng đó luôn. Đó thôi luôn. Thôi. 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 Nó ừ. Lấy tay. Còn mấy lô hả? Hả? Ông chưa mấy lô hả? Mấy lô. Rồi xong. Tối hưu luôn, trời mưa luôn.